tồn tại đều có lý do của nó. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi văn học tồn tại vì lý do gì? Để trả lời câu hỏi ấy, hãy nhắm mắt lại và nghĩ về tác phẩm văn học bạn yêu thích nhất. Những tác phẩm khiến bạn khóc, những tác phẩm khiến bạn cười, những tác phẩm khiến bạn giận dữ và cả những tác phẩm khiến bạn muốn lặng im ngắm nhìn cuộc sống. Những tác phẩm ấy, bạn mong chờ điều gì khi tìm đến chúng? Có rất nhiều câu trả lời riêng cho mỗi người, nhưng các nhà lý luận họ đề xuất 3 chức năng văn học chính, đó là chức năng thẩm mỹ, chức năng nhận thức và chức năng giáo dục. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu về những chức năng văn học ấy. Ở bài này chúng ta sẽ đi theo bố cục nội dung như sau. Chúng ta sẽ có 3 chức năng chính, đó là chức năng nhận thức, chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ. Và về mỗi chức năng này chúng ta sẽ đi theo 3 phần, đó là khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa. Trước hết là chức năng nhận thức. Về khái niệm, chức năng nhận thức chính là quá trình văn học phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người. Biểu hiện của nó là giúp chúng ta nhận thức về thế giới và nhận thức về chính mình. Quả thực như vậy, văn học giúp chúng ta hiểu biết về thế giới tự nhiên từ những cái quy luật vận động của tự nhiên. Văn học còn giúp chúng ta hiểu ra mối tương quan giữa con người và thế giới tự nhiên từ chỗ đấu tranh để sinh tồn cho đến hòa hợp cùng phát triển. Bên cạnh đó, văn học giúp ta hiểu biết về xã hội. Nói như các Marx, con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Trong mỗi con người là đầu mối, sợi dây của vô vàn các mối quan hệ xã hội khác nhau. Và vì văn học lấy con người làm đối tượng phản ánh chính, cho nên khi đọc tác phẩm văn học, chúng ta sẽ hiểu biết rất nhiều về xã hội. Văn học giúp chúng ta hiểu biết về các mối quan hệ xã hội. Và hơn cả thế, văn học giúp chúng ta hiểu biết về các quy luật vận động của xã hội. Tao muốn làm người lương thiện, ai cho tao lương thiện? Kết thúc tác phẩm Chí Phèo, việc Chí Phèo giết Ba Kiến và tự sát đó là một quy luật tất yếu. Về mặt xã hội, đó là kết cục của mâu thuẫn giữa kẻ thống trị và kẻ bị trị. Về mặt giá trị, đó là kết cục giữa thiện và ác, giữa cái nhân tính và cái phi nhân. Về mặt thẩm mỹ, đó là giá trị giữa cái đẹp và các thế lực chà đạp lên cái đẹp ấy. Nhưng điều đáng nói hơn cả là kết thúc tác phẩm này, khi mà Thị Nở nhìn xuống bụng và nhớ đến cái lò gạch cũ, chi tiết này ngầm ám chỉ rằng có thể một Chí Phèo con sẽ được sinh ra. Có thể một Chí Phèo con sẽ được sinh ra, nhưng ở đây ta hiểu theo nghĩa ẩn dụ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chừng nào vẫn còn những thằng cường hào ác bá như Ba Kiến được sinh ra, thì chừng đó người nông dân còn bị đẩy vào đường cùng, còn bị đẩy vào con đường tha hóa để đánh mất nhân hình lẫn nhân tính và rơi vào bi kịch như Chí Phèo. Bi kịch như Chí Phèo là một bi kịch phổ biến. Sinh mạng Chí Phèo có thể kết thúc, nhưng bi kịch của Chí Phèo thì có thể rơi vào bất kỳ ai trong xã hội nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Và như vậy ta thấy một điều, không phải ngẫu nhiên mà trong tác phẩm Chí Phèo, Nam Cao xây dựng nhân vật là người làng Vũ Đại, những người mà có châm ngôn sống là chắc nó chừa mình ra. Và ngay cả cái chết của nhân vật Chí Phèo và nhân vật Bá Kiến, Nam Cao đã rất dụng công để xây dựng lời thoại của các nhân vật làng Vũ Đại xung quanh sự kiện cái chết này. Nhưng mà ta thấy một điều là gì? Là tất cả người làng Vũ Đại, cho dù là vui vẻ hả hê hay cho dù là cảm thấy rằng chuyện này không liên quan gì đến mình, thì họ có một điểm chung là họ không nhìn thấy họ trong tấn bi kịch ấy. Họ không biết rằng là Chí Phèo có thể là họ, có thể là những người thân yêu của họ, có thể là con cháu họ. Họ không nhận ra được cái quy luật tàn khốc của xã hội thực dân nửa phong kiến lúc bấy giờ. Chừng nào còn những thằng như Bá Kiến sinh ra, thì chừng đó tấn bi kịch đau đớn quằn quại của Chí Phèo vẫn còn. Rồi sẽ còn những Chí Phèo con được sinh ra trong vòng bi kịch luẩn quẩn không lối thoát. Cuối cùng, quan trọng hơn cả, văn học mở cánh cửa trong trái tim ta để thấy được tất cả thế giới tâm hồn đa dạng với đầy những cung bậc cảm xúc, buồn đau, khát vọng, vui sướng, hạnh phúc, lo âu, hy vọng, vị tha, khoan dung. Quan trọng hơn cả, văn học giúp chúng ta hiểu biết về chính mình và đây là quá trình chuyển hóa từ nhận thức sang tự nhận thức. Về ý nghĩa, chức năng nhận thức giúp con người phá vỡ giới hạn tồn tại để sống nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn. Quả đúng như vậy, bởi vì chúng ta biết rằng con người luôn sống trong các giới hạn. Thứ nhất là giới hạn không gian, lúc nào ta cũng chỉ có thể tồn tại ở không gian là nơi đây. Thứ hai là giới hạn thời gian, lúc nào ta cũng chỉ tồn tại được trong thời gian đó là lúc này. Thứ ba là giới hạn của lòng người,
Bởi thế giới tâm hồn mỗi người là một vũ trụ đầy những điều bí mật. Nhưng mà qua văn học ta có thể phá vỡ các giới hạn ấy. Để đến bất kỳ chiều không gian nào, dù là vũ trụ xa xôi hay là không gian xa xưa thời nguyên thủy, hay là không gian kỳ ảo với đầy những phép màu, hay là những không gian bình dị của cuộc sống hàng ngày. Và thậm chí, văn học còn giúp chúng ta du hành ngược thời gian mà chẳng cần cỗ máy nào cả. Ta có thể thỏa thích về quá khứ, tới tương lai chỉ bằng trí tưởng tượng mà những trang sách mở ra cho chúng ta. Chính vì vậy, văn chương giúp cho chúng ta sống nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn qua vô vàn các đời sống khác nhau trong văn học. Ta không chỉ sống đời của ta, mà ta còn sống đời của nhân vật. Và mỗi lần ta hóa thân vào nhân vật, mỗi lần ta sống một cuộc sống khác đi trong tác phẩm văn học, thì đó là những lần ta nhận được vô vàn các kinh nghiệm sống trong thời gian và không gian hữu hạn của chính mình. Chúng ta cùng đến với chức năng thứ hai của văn học, đó là chức năng giáo dục. Về khái niệm, chức năng giáo dục tức là khả năng văn học dạy cho con người những bài học về luân lý và đạo đức. Về biểu hiện, chức năng giáo dục của văn học nhìn nhận các giá trị đạo đức trong những số phận cụ thể và trong cả những góc khuất của tâm hồn. Ví dụ như Truyện Kiều của Nguyễn Du, nếu như đánh giá Thúy Kiều dưới quan niệm đạo đức của phong kiến, dưới quan niệm đạo đức của nho giáo vốn đề cao chữ trinh, thì rất là dễ có cái nhìn ác cảm với nhân vật. Nguyễn Công Trứ thì bảo là đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm, hay là dân gian thì nói là đàn ông chớ kể Phan Trần, đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều. Đây là quan niệm đạo đức theo tư tưởng nho giáo. Và như chúng ta đã biết thì quan niệm đạo đức có tính chất xã hội và lịch sử. Mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, mỗi xã hội khác nhau, họ sẽ có những quy chuẩn đạo đức rất là khác nhau. Nhưng nếu như ta nhìn qua con mắt của chủ nghĩa nhân văn thì lại khác. Ví dụ, ngay cả Nguyễn Du khi viết Truyện Kiều, một trái tim nhân văn đầy sâu sắc và mới mẻ, ông đã nói là xưa nay trong đạo đàn bà, chữ trinh kia cũng có 3-7 đường, có khi biến, có khi thường, có quyền nào phải một đường chấp kinh, như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho đục được mình ấy phay. Như vậy rõ ràng, cái nhân cách cao đẹp, chữ hiếu sáng loà của Thúy Kiều không thể nào bị vấy bẩn, dù cho biết bao nhiêu biến cố sóng gió cuộc đời chà đạp lên nàng. Đến cuối cùng, nàng vẫn vẹn nguyên, nàng vẫn cao thượng, nàng vẫn đáng quý và đáng trọng. Đây là quan niệm đạo đức nhìn qua lăng kính của văn học. Và chúng ta thấy rằng là gì? Là văn học quan tâm tới đạo đức con người trong những cái trường hợp cụ thể, trong những cái số phận cụ thể, trong những góc khuất của tâm hồn con người, để khơi dậy những cái giá trị cao đẹp, cho dù là xã hội có chà đạp, cho dù là những đôi mắt của ý thức hệ, những đôi mắt của các quan niệm tư tưởng có thể chà đạp con người, thì văn học từ tận thẳm sâu vẫn tìm kiếm những vẻ đẹp ẩn giấu trong tâm hồn con người, vẫn nâng niu các giá trị làm người. Và kết quả của quá trình ấy, văn học giúp thanh lọc tâm hồn con người, rèn cho con người khả năng tự giáo dục bản thân. Như vậy đấy, trong thế giới văn học, không ai ép buộc bạn, không ai ra lệnh cho bạn, không ai trừng phạt khi bạn sai, mà chính những rung động, những nhận thức đúng đắn khiến bạn tự nguyện hướng về điều tốt. Đó là quá trình đi từ trái tim đến khối óc, và nó chuyển hóa từ giáo dục thành việc tự giáo dục. Chức năng thứ ba của văn học là chức năng thẩm mỹ. Chức năng thẩm mỹ là việc văn học giúp con người tìm ra niềm vui trong cái đẹp của cuộc sống. Hay nói cách khác đi là văn học giúp chúng ta tìm thấy được những khoái cảm thẩm mỹ. Biểu hiện của chức năng văn học giúp chúng ta nhận ra cái đẹp trong thiên nhiên, trong văn hóa, trong nghệ thuật và quan trọng nhất là cái đẹp ở mỗi con người. Ý nghĩa của chức năng thẩm mỹ đó là giúp con người phát triển khả năng cảm thụ và quan trọng hơn là khả năng sáng tạo cái đẹp. Cái đẹp tồn tại khắp nơi trên hành tinh xinh đẹp này. Đó có thể là một sớm mai bình minh chim hót, có thể là ánh mắt của người thương. Và cái đẹp còn cả ở những nơi ta không ngờ tới. Văn học giúp con người nhận ra cái đẹp trong mọi hình thái của nó. Giống như trong bức tranh này, các em có thể kể được những cái đẹp mà văn học mang đến cho chúng ta hay không?
Công việc của nhà văn là phát hiện cái đẹp chính ở chỗ mà không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật, cho người đọc một bài học trông nhìn và thưởng thức. Thạch Lam, tiểu luận phê bình theo dòng. Như vậy, chúng ta vừa chia sẻ với nhau những kiến thức về ba chức năng chính của văn học, đó là chức năng nhận thức, chức năng giáo dục và chức năng thẩm mỹ. Bây giờ là thời gian để các em nhìn lại infographic này một lần nữa để điểm lại những cái ý chính mà chúng ta vừa trình bày với nhau. Và thứ hai, thầy muốn đặt câu hỏi cho các em, đó là ba chức năng nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ của văn học có mối tương quan như thế nào với nhau? Ba chức năng nhận thức, thẩm mỹ và giáo dục phải luôn gắn bó, bổ sung qua lại với nhau. Chức năng nhận thức sẽ là tiền đề cho chức năng giáo dục, còn chức năng thẩm mỹ sẽ là một trong những đặc trưng khu biệt của văn học. Nó giúp phân biệt văn học với các loại hình thái ý thức xã hội khác. Ví dụ, thời trước người ta nói văn sử chiết bất phân, nhưng bây giờ dựa vào chức năng thẩm mỹ, ta có thể phân biệt được văn học với triết học, với lịch sử. Bởi vì nói tới văn học, nói tới văn chương thì mình nói tới văn là vẻ đẹp, chương là vẻ sáng. Văn học là quá trình đi tìm cái đẹp trong ánh sáng. Và như vậy, quá trình đọc các tác phẩm văn học là một quá trình giúp chúng ta lớn lên và trưởng thành. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Hãy chúc các em học thật tốt và thành công. Các em nhớ theo dõi blog Chuyên Văn để đón chờ các bài học bổ ích tiếp theo các em nhé. Thầy chào các em.